Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thức ăn thân thiện giúp trẻ khỏe mạnh và thông minh. Thử hôm nào chúng ta chơi đùa với con trẻ một buổi là ta biết con trẻ đang khỏe như thế nào. Con trẻ chạy nhảy suốt buổi không biết mệt mỏi, trong khi đó chơi với chúng một lúc thì ta đã thấy mệt bở hơi tai. Còn một điểm nữa là con trẻ mang tính dương nên con trẻ rất hiếu động. Kinh nghiệm dân gian cho biết trẻ em hiếu động mới là trẻ em khỏe, té nhiều mới mau lớn. Làm sao giữ được cái dương lực này cho bé là điều quan trọng đối với cha mẹ. Dương lực là sức khỏe và trí tuệ của bé. Dương lực giúp con trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Một trong những cách giữ dương lực cho con trẻ là tránh những thức ăn mang nhiều tính âm. Vì âm nhiều sẽ phá hoại dương, những thức ăn mang tính âm là đồ ngọt sử dụng đường saccharo như kẹo, bánh, chè, nước ngọt, sữa. Những thức ăn lạnh cũng mang tính âm như nước đá, kem, thức ăn, thức uống để trong tủ lạnh hoặc ướp lạnh. Nước cũng mang tính âm nên uống nước vừa đủ, không nhiều. Uống nước nhiều thì sẽ gây hại đến thận. Theo đông y, thận chủ não tủy, nên thận yếu kéo theo trí thông minh kém. Trái cây cũng mang tính âm nên ăn ít, không nên ăn nhiều. Nếu đang bệnh thì không được ăn. Những thức ăn âm sẽ phá mất đi dương lực của con trẻ. Ai cũng biết dương hút âm, trái dấu hút nhau, âm thịnh thì dương suy. Đến đây chúng ta hiểu tại sao con trẻ thích ăn kẹo, thích ăn kem, vừa lạnh vừa ngọt là âm nhiều. Thích những thức ăn, thức uống mang tính âm, con trẻ mang tính dương nên hút thức ăn mang tính âm. Hiểu đặc tính này, chúng ta giữ được dương lực cho con trẻ bằng cách hạn chế hoặc không cho con trẻ sử dụng những thức ăn, thức uống mang tính âm. Giữ được dương lực là giữ được sức khỏe và trí tuệ của con trẻ. Tốt hơn hết là cho con trẻ ăn những thức ăn quân bình âm dương. Thức ăn quân bình đó là hạt cốc, ngũ cốc như gạo lứt, bắp, bo bo, hạt kê ở Việt Nam và lúa mì, lúa mạch, hát mạch, kiều mạch ở nước ngoài. Thức ăn phải tự nhiên, không trái mùa, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học trong khi trồng, không hóa chất trong quá trình bảo quản và chế biến. Tổ tiên mình đã khẳng định người ăn gạo lứt là người đứng đầu qua sự tích bánh chưng bánh dày. Lan Liêu, người con thứ 18 của vua Hùng, nhờ sử dụng gạo và nếp làm bánh để dâng cúng tổ tiên mà được vua cha chọn truyền ngôi cho. Sau đây là trục âm dương trong thức ăn do tiên sinh Osawa lập để chúng ta dễ bề phân định và lựa chọn cho phù hợp. Trục này tính từ dương sang âm. Dương hơn hết: muối, tương tamari, trứng, thịt, cá, gạo lứt hoặc hạt cốc quân bình, đậu hạt, rau củ, rong biển, sữa, trái cây, đường, bia rượu, âm hơn hết. Như vậy, gạo lứt quân bình, đậu hạt âm hơn gạo lứt, rau củ âm hơn đậu hạt, rong biển âm hơn rau củ, và bia rượu là thịnh âm, âm nhiều. Những món thịnh âm gây ảnh hưởng xấu cho hệ thần kinh, như bia rượu gây hại não bộ và hệ thần kinh. Người uống rượu bia không làm chủ được hành động và lời nói của mình. Rượu bia không những hại đến não bộ mà còn hại đến mạng sống. Thực tế có nhiều người mất mạng vì uống rượu bia, vì hàn âm gặp hàn âm tắc tử. Theo đông y, những thức ăn âm làm tổn hại đến não bộ của bé và cả người lớn, gây ra các bệnh như đau, tâm thần, trầm cảm. Đến đây chúng ta hiểu tại sao có những đứa trẻ lúc nhỏ khỏe mạnh, học giỏi, nhưng càng lớn học càng kém đi, trí nhớ kém đi và bệnh tật xuất hiện. Người lớn cũng vậy, ăn uống càng nhiều, thực phẩm âm, trí nhớ ngày càng giảm và về già không thoát khỏi lú lẫn. Trở lại trục âm dương, thức ăn. Cá dương hơn gạo lứt nhưng âm hơn thịt. Trứng dương hơn thịt nhưng lại âm hơn tương tamari. Muối là thịnh dương, dương nhiều. Tiên sinh Osawa nói, nếu ăn liền một lúc 50g muối, chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Nhưng nếu không ăn muối, chúng ta sẽ chết từ từ. Trứng cũng là món thịnh dương. Ăn nhiều có hại đến gan và thận, gây bệnh cho hai cơ quan này. Trẻ em ăn nhiều món dương sẽ nhỏ con, gầy nhom, lớn lên trở nên cực đoan. Tại sao thịt, cá, trứng lại không tốt cho cơ thể trẻ? Bởi vì đó là những món dương, dương thì hút âm. Trong ngày, các món thịt, cá, trứng còn dương, nhưng sau 2-3 ngày, chúng đã biến thành hôi thối, tức chuyển thành âm. Hôi thối tức là âm. Khi hôi thối, chúng tạo ra các chất độc, mà chất độc cũng mang tính âm, cho nên khi vào cơ thể 3 ngày, chúng sẽ gây nhiễm độc và gây âm hóa cơ thể. Rau củ để 2-3 ngày không hôi thối bằng trứng, thịt, cá. Ăn những thức ăn âm quá cũng không tốt,
hoặc ăn những thức ăn dương quá cũng không tốt cho sức khỏe. Theo trục thức ăn, ngoài gạo lứt, những thức ăn nên sử dụng là đậu hạt, rau củ và rong biển. Tại sao lại ăn những thực phẩm này, những thực phẩm hơi âm? Vì con người biết sử dụng lửa và muối là hai yếu tố thịnh dương để làm quân bình thức ăn hơi âm, nên chúng ta phải cho con trẻ ăn thức ăn nấu chín, không nên sử dụng thức ăn chưa nấu chín. Tuy nhiên, trong rau củ có những thức ăn thịnh âm không nên sử dụng như cà các loại, măng, chao, nấm, đậu hũ, khoai tây, dưa leo. Để dương hóa những thực phẩm thịnh âm này, chúng ta cần nhiều thời gian, muối và lửa, nên tốt hơn hết là không sử dụng chúng. Để biết cách sử dụng và chế biến thức ăn đạt quân bình âm dương thì nên nghiên cứu thêm về thực dưỡng. Đường nào tốt, đường nào có hại cho cơ thể? Đường gluco rất cần thiết cho cơ thể. Gluco là tinh thể không màu dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Đường gluco được hình thành trong quá trình nhai gạo lứt nhờ men amylase phân giải tinh bột gạo, nên khi ăn nhai càng nhiều càng tốt. Nhai càng nhiều, cơ thể đặc biệt là não được cung cấp đường gluco càng nhiều, nên giúp trẻ thông minh. Nhai nhiều, ngoài gluco, cơ thể còn được cung cấp nhiều năng lượng, khí, được chuyển hóa từ cơm thể rắn, cơm hòa với nước bọt tạo thành thể lỏng. Từ thể lỏng tiếp tục nhai sẽ chuyển thành thể khí theo quy trình thể rắn, thể lỏng, thể khí. Năng lượng khí này đi vào cơ thể và não bộ trực tiếp qua các mao mạch và hệ kinh mạch đông y mà không cần qua bao tử và đường ruột. Để thử nghiệm điều này, ta nhai 3 miếng cơm thật nhuyễn, 300 lần hoặc nhiều hơn càng tốt, và không được nuốt chất nước trước. Khi ta mệt hoặc đói bụng, ta sẽ cảm thấy dễ chịu ngay. Đường gluco có một ít trong trái nho chín và trong mật ong, và có rất ít trong các loại trái cây khác. Bên cạnh đó còn có nhiều loại đường khác nhưng lại không tốt cho cơ thể, như đường saccharose và đường fructo. Đường fructo còn được gọi là đường trái cây, có rất nhiều trong trái cây và mật ong. Đường saccharose còn có tên gọi khác là đường cát, đường kính, đường mía, đường phèn, đường thốt nốt, đường nâu. Đường saccharose gây ra một số bệnh như tiểu đường, sâu răng, giảm trí nhớ, bệnh thần kinh. Đường saccharose cũng có nhiều trong trái cây. Cách nhận biết một đứa trẻ âm hoặc dương. Dương có tính chất hướng tâm, co rút, thu giữ. Âm có tính ly tâm, trương nở, ly tán. Về dáng vẻ bên ngoài, một đứa trẻ khỏe mạnh là đứa trẻ quân bình, có thân hình cân đối. Đứa trẻ âm có thân hình mập và cao, trong khi đứa trẻ dương ốm và lùn. Về hoạt động, đứa trẻ dương thường hiếu động, nhanh nhẹn, và đứa trẻ âm kém hoạt động, chậm chạp. Những đứa trẻ bị cận thị thường là âm vì ăn nhiều thức ăn âm. Thức ăn âm làm thủy tinh thể trương nở gây cận thị. Những đứa trẻ hay quấy, la khóc thường là âm. Những đứa trẻ hung hăng thường là dương. Những đứa trẻ hay đau bệnh thường là âm. Một đứa trẻ quân bình là đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn hiền hòa, dễ dạy bảo, nhạy cảm, sáng tạo. Những đứa trẻ quân bình sẽ thương người và vạn vật xung quanh. Những đứa trẻ thường hay gây khó chịu cho người khác là những đứa trẻ mất quân bình âm dương. Ha ha ha,